con cũng nhiều lúc cũng hơi tủi thân, nhưng mà kiểu con thích học cái ngành đó nên là con sẽ cố gắng học. À, con muốn học ngành gì À, con? chú Dạ cho con một cái mong muốn, ví dụ như thế ha. Dạ Thì một cái mong muốn là mẹ con hết bệnh, với một cái mong muốn là con phải nghỉ học, thì con chọn cái nào? Dạ con chọn làm mẹ con hết Điện hả? bệnh. Thôi con đốt điện thử chú coi, con đo kẹp cho nó cháy đèn rồi, cho ánh sáng cho cô chú mà đồng quân với lại khán giả xem. Xin được kính chào tất cả quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quân và quý khán giả đang xem kênh Thương Phạm. Hôm nay Thuận nhận một số tiền của cô chú mạnh thường quân để giúp đỡ cho chị Sanh. Đây là cái căn nhà của chị Sanh nè, cái cửa sao đóng gì kỳ vậy. Thì hôm trước Thuận nhận được lời mời là của chú tên gọi là chú Tư Cánh, chú cũng là công an ấp, giới thiệu Thuận để biết được cái hoàn cảnh như thế này nè. Em chào chị. Dạ. Trời, hôm nay thấy chị cũng còn ở dưới đất ha. Chị lót cái này dưới đất này cô chú anh chị. Cái này là lót để cái nền của chị đó là coi như nó ẩm ướt bằng đất không à. Đây là con chị hay gì vậy chị? Chào. Phải phải con chị không? Phải. Chào con nha. Trời ơi chị có người gái đẹp quá. Con nhiêu tuổi rồi con? Dạ con 20 tuổi. Vậy hả? Hôm trước thì nghe mẹ nói là tính cho con nghỉ học phải không? Là Dạ. con đó đúng không? Dạ. Chị có được mấy người con chị Dạ có một đứa à. vậy hả? Ừ. Con ngồi đây đi, con ngồi chú hỏi nó hồi coi con học lớp mấy rồi. Dạ con học lên cao cao đẳng à. À vậy hả? Dạ. Vậy bây giờ con còn học không? Dạ còn. Con có muốn học nữa không Dạ con muốn. vậy hả? Dạ. Đẹp gái quá, cháu học chị thấy sao? Học cũng có bằng khen từ nhỏ tới lớn luôn, Vậy hả? rồi bây giờ tính cho nó nghỉ đó. Dạ. Bây giờ cái chị bệnh rồi, bây giờ không có ai lo cho bé hết trơn á, giờ tính cho nó nghỉ. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà con muốn học phải không? Dạ Trời con ơi, tội muốn nghiệp học. quá, học giỏi mà. Có muốn ra học nghề gì không con? Dạ có, con muốn ra học làm dược, Vậy dược đó sĩ. hả? Dạ. Còn mà con thấy khả năng của con là thi là tự tin không? Dạ tự Vậy tin. đó hả? Dạ. Ừ, giỏi quá. Ừ, chú khen á, được vậy thì cũng tốt. Thì đây là cái căn nhà của chị nè, cô chú chị Thuận cũng có ghé đây hết lần rồi. Hôm trước Thuận nhận lời mời là của chú thứ tư, là chú Tư Cánh, chú làm nhiệm vụ là công an ấp, giới thiệu Thuận tới đây để biết gia đình của chị Sanh nữa. Thì chị Sanh là bị ung thư vú. Chị hiện tại giờ thì Thuận tới đây nè. Cái ngôi nhà này á, thì không có điện xài, chị phải xài bằng điện bình, ban đêm thắp sáng bằng cái điện bình, đóng bình này của chú chị. Rồi nhà của chị á, thì nó siêu quẹo như thế này nè, chị ngủ thì ban ngày thì chị ở dưới đất như thế này, ban đêm chị lên trên thấy gì hay sao? Dạ ban đêm cũng như mệt á, thì ở dưới đây nó khỏe hơn, ở trên nó khó chịu quá à, nó cũng như nó bứt rứt á, chịu không nổi, Dạ. rồi nằm ở dưới đây quen rồi. Dạ. Thì con tối con ngủ đâu? Dạ con ngủ ở em trước. Vậy hả? Dạ. Con ngủ trước này Dạ. ha. Thì con đi học gần đây không con? Dạ ở xa. Nãy con nói con tên gì chú quên rồi. Dạ anh Thi. Hôm trước thì chị cũng nói là có bảo hiểm phải không? Dạ có. Dạ. Hôm nay căn bệnh của chị thế nào và sức khỏe ra sao? Cũng đỡ đỡ rồi mà tới ngày vô thuốc mà bệnh viện nó chưa có hoạt động, rồi bây giờ nó kêu ngưng lại. Dạ. Dạ. Rồi chừng nào nếu mà chừng nào có hoạt động thì bệnh viện điện kêu lên. Dạ, cẩn thận nha chị. Cô chú anh chị thì Thuận đi thăm những cái người mà bệnh đó cô chú anh chị, giống như ông bà Năm đó, thì cũng nguy cơ là cái kiểu như là bệnh mà trong cái mùa dịch này nè, thì đi khám nó bất tiện lắm, đi tới phải test rồi bị chặn chốt rồi nó khó đi, cho nên bệnh của cái người bệnh đó thì phải tới thời kỳ là ví dụ như vậy, một tuần hay gì đó, dân dân gì đó,
đi khám là phải đi, cho nên sức khỏe nó mới lấy lại bình phục được. Chị có đi khám đều không? cũng như đi khám đều, nhưng mà từ hôm dịch tới giờ bệnh viện nó không cho lên, rồi được mới có 4 lần à, còn Dạ. 2 lần nữa mà bây giờ nó làm như nó hơi đau trở lại, nó hơi bự trở lại. À, À, bác sĩ có nói là phải mổ hay là gì không? bác sĩ nó mổ vô đủ liều rồi đi xạ trị rồi mới mổ. Dạ, À, bắt bắt buộc phải mổ ha. dạ bắt buộc phải mổ. Mổ thì tiền bảo hiểm là nằm trong luồng hay ngoài luồng chị? Dạ không biết nữa, tại vì không có nghe bác sĩ nói là mổ thôi chứ không có biết, tại Nhưng mà lúc bây giờ mình khám là tiền khám đó là bác sĩ có tính trong bảo hiểm không? dạ lúc trước thì tính trong bảo hiểm, rồi mới hồi chiến gọi được con chiến là không có tính vô bảo hiểm mà tính tiền, cũng như đi khám thử máu đồ thì tiền. Coi như nó ngoài luồn ha. Dạ. Dạ con thấy mẹ con vậy con buồn, chứ như con hồi lúc con học mấy năm trước á, thì mẹ con kiểu con đi học xa rồi cũng không có nói gì, nên là khi mà đổ ra rồi mới biết là mẹ bệnh 3 4 năm rồi, Hả? con buồn. Thì trước kia là con đi học từ từ phổ thông cho tới hiện tại bây giờ thì mẹ con lo hay là sao? Dạ có mẹ con lo, ở nhà có mẹ kiểu như là mỗi lần về cái có mẹ nhìn, mẹ nguyên vẹn chứ không như giờ, nhìn có động lực đi học nhiều lắm. Kiểu gia đình là chỗ dựa mà giờ mẹ bị vậy rồi cũng lớn tuổi rồi. Thì bây Nên giờ chú cho con một cái mong muốn, ví dụ như thế ha, dạ. thì một cái mong muốn mẹ con hết bệnh với một cái mong muốn là con phải nghỉ học thì con chọn cái nào? Dạ con chọn làm mẹ con hết bệnh. Dạ mẹ hết bệnh có động lực. Dạ. Chú nói với chơi vậy thôi, chứ chú lúc nào chú cũng muốn con được cả hai luôn, được mẹ hết bệnh và đi học luôn ha. Chú đăng clip này lên, nếu cô chú mình thương quân thương giúp đỡ cho con đi học luôn, giúp đỡ cho mẹ con có tiền đi trị bệnh đó, thì chú sẽ giúp, là chú hỏi chơi vậy thôi, chứ chú thì chú muốn giúp cho được hết vậy ha. Con cũng cố gắng học nha con. Rồi bây giờ thì cũng đang còn cái mùa dịch, thì cái chương trình học của con như thế nào? Dạ chương trình học thì nó vẫn là đi tiếp á, nhưng mà kiểu như là nhà không có điều kiện về điện điện á, nên là khó để đi sạc điện á. Mỗi lần kiểu như là lịch học thì ngày là học 2 3 buổi, nên là đi mỗi lần đi sạc cũng khó nữa. Rồi vừa học xong cái là chưa kịp gì cho là khoảng tiếng mấy 2 tiếng đồng hồ sau là học có tiết học tiếp, nên nó cũng khó chỗ đó. Coi như là cháu kể là cái chỗ này của chú anh chị không có điện, nhà của chị dê xanh nè, với cháu ở không có điện, chỉ có xài bình ắc quy thôi nè cô chú anh chị, với đốt đốt đèn dầu. Hết bệnh thì đốt đèn dầu chứ sao giờ, phải không chị? Đó thì không có nguồn điện thì ở đây thì ví dụ như là bạn bè của con đó học online, học có mạng rồi này nọ, rồi con như vậy thì con có thua sức bạn bè hay sao không? Dạ con cũng nhiều lúc cũng hơi tủi thân, nhưng mà kiểu con thích học cái ngành đó nên là con sẽ cố gắng học. À, con muốn học ngành gì con? Dạ ngành dược bác sĩ. Dạ hả? Dạ Trời, nên là ngành con tốt. cố gắng. Tốt quá. Vậy thôi con cố gắng đi ha. Dạ. Nếu mà chú giúp được, đỡ được cho con thì chú sẽ hết mình. Dạ. Kính thưa tất cả quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quân, thì hôm nay cái căn nhà của chị là cô chú anh chị đã thấy rồi đó. Thì nó thiếu đồ sáng cho nên video xem nó hơi tối, thì cô chú thông cảm nha. Chị ở cái căn nhà này phải nói là nó siêu quẹo dữ lắm, chứ nó lại ở trong cái vùng sâu vùng xa vùng quê đó, toàn cây cối xung quanh nó tối một phần nữa. Rồi nhà chị thì nó như vậy là chị trắng lên hết trơn à, thì đất nền thì không có hết, rồi không có điện nữa. Con đốt điện thử chú coi, con đo kẹp cho nó cháy đèn này, cho ánh sáng cho cô chú mà đồng quân với lại khán giả xem đó, là đỡ được vậy đó. Tội nghiệp không. Mỗi lần hết bệnh vậy thì sao con? Dạ mỗi lần hết bệnh về thì phải đi lên trên lộ đi sạc,
Thôi con gắng cố gắng học hành lên ha, cái để không có phụ ơn của cha mẹ đó. Ừ, thấy con rất là ngoan đó. À, kính thưa tất cả quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quân và quý khán giả, thằng Phạm cũng xin đọc số tiền hôm nay cô chú mạnh thường quân giúp đỡ cho chị Sanh. Xin gửi lời chân thành cảm ơn là chị Diễm ở Đài Loan ủng hộ là 1 triệu. Dạ, thận nhận gì có bấy nhiêu đó thôi, nhưng mà với cái căn bệnh của chị, với lại cái gia đình của chị như thế này thì thần cũng xin được phép trích thêm một số tiền quỹ của cô chú mạnh thường quân để giúp đỡ cho chị đi trị bệnh và có tiền trang trải trong cuộc sống. Xin được phép trích thêm số tiền là của cô Ngọc ở bên Úc, nhiều lần ủng hộ số tiền của cô còn lại là 4 triệu, hôm nay trích 1 triệu còn 3. Bà cụ Tâm Niệm ở bên Úc và chị Hồng Vũ ở Thụy Sĩ, nhiều lần ủng hộ số tiền còn lại là 16 triệu 300 ngàn, hôm nay trừ 1 triệu còn lại 15 triệu 300 ngàn. Cô Tâm ở bên Úc, nhiều lần ủng hộ số tiền của cô còn lại là 3 triệu 425 ngàn, trích ra 1 triệu còn lại là 2 triệu 425 ngàn. Cô Nho ở bên Úc, nhiều lần ủng hộ số tiền của cô còn lại là 7 triệu, trừ 1 triệu còn lại là 6 triệu. Tổng cộng số tiền hôm nay là 5 triệu. Con cho chú hỏi là con đi học con mặc áo dài hay là con mặc cái gì? Dạ con mặc đồng phục quần tây áo trắng. À vậy ha. Dạ. Cô chú anh chị thận cũng xin phép cô chú mà anh chị thận sẽ trích ra 1 triệu để cho cháu giúp đỡ cho cháu ăn học với cô chú anh chị. Là tổng cộng là chị 4 triệu, cháu 1 triệu là 5 triệu. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 tờ là 4 triệu của chị nè chị. Rồi, còn lại 1 triệu là của con. Rồi. Con có còn cảm ơn chú với cô, cảm ơn mạnh thường quân đã cứu được số tiền này trị bệnh, thật cảm ơn. Cố gắng lên hả chị. À, mọi chuyện thì em cũng hy vọng là có một cái phép màu nào đó. À, chị sau thời gian điều trị chị sẽ hết bệnh lại bình thường để cho con chị yên tâm ăn học ha. Dạ, cố gắng lên nha chị. Dạ, con cảm ơn các mạnh thường quân, cảm ơn cô chú đã đến đây hỗ hỗ trợ cho mẹ con cũng như con để có động lực đi học. Con cảm ơn, con thành thật cảm Cố ơn gắng lên nha mọi con. Chú cũng cầu cho con sớm được đạt được cái mơ ước của mình để con làm bác sĩ đi ha. Sau này đâu biết đâu có dịp chú cũng đi trị bệnh hay gì đó, chú đâu đâu phải chú sống hoài đâu, chú sẽ gặp con rồi trị bệnh cho chú, tới lúc đó cũng vui ha. Cố gắng lên dạ con gái, dạ dạ rồi chúc con mừng gia đình mình cảm ha. ơn. Dạ Nếu mà có duyên nữa gia đình mình có phước có phần với cô chú Mạnh Thường Quân thì em nhận được thì em sẽ tới đây giúp đỡ gia đình mình hết mình ha. Dạ cảm ơn chú, cảm ơn dạ cô. tội nghiệp quá cô chú anh chị ơi. Kính thưa tất cả quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quân và quý khán giả, trước khi khép video lại một lần nữa thận xin gửi lời chân thành cảm ơn tới số tiền là của chị Diễm ở Đài Loan, chị Ngọc ở bên Úc, bà cụ Tâm Niệm ở bên Úc, chị Hồng Vũ ở Thụy Sĩ, cô Tâm ở bên Úc, cô Nho ở bên Úc. Xin chúc sức khỏe cô chú mạnh thường quân rất là nhiều. Kính thưa quý vị, thần Phạm cũng xin hẹn gặp lại tất cả quý bà cô chú anh chị và tất cả quý vị trong clip sau. Thì bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại. Em chào chị, chào con. Chú Dạ. Gắn lại mạnh giỏi nha.